Thưa quý vị, sáng nay các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, gần như là bị phủ kín bởi màn sương mù dày đặc. Việc đi lại của người dân vào đầu giờ sáng bị ảnh hưởng do tầm nhìn hạn chế. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khối không khí lạnh đang chi phối, có xu hướng lệch về phía biển, đẩy cho nhiều hơi nước vào đất liền. Những ngày đầu xuân, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên sáng sớm có sương mù dày đặc, trời se lạnh. Đáng chú ý trong đợt này, thời gian sương mù kéo dài lâu hơn thường lệ khi bao trùm từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới tan. Khu vực ven sông Hồng là nơi có hiện tượng mù dày đặc nhất. Tầm nhìn hạn chế khiến nhiều phương tiện qua lại trên cây cầu di chuyển chậm và phải bật đèn chiếu sáng. Khu vực nội thành trời âm u, các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm của người dân cũng phần nào bị ảnh hưởng. Không khí lạnh biến tính, lệch đông trong giai đoạn mùa xuân là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Trong tháng 2, tháng 3 thì của chúng ta là cái thời điểm là không khí lạnh biến tính có sương mù và mưa nhỏ mưa phùn. Thì chúng tôi cũng nhận định là trong những ngày khi mà không khí lạnh lệch đông thì rõ ràng là có những khu vực ven biển, những cái khu vực mà đồng bằng thì là những nơi mà có khả năng có sương mù cao, kể cả trên vịnh Bắc Bộ thì những khu vực vùng biển ven bờ cũng là những nơi mà hết sức lưu ý là cái tình trạng sương mù. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dạng thời tiết sương mù vẫn được duy trì trong những ngày tới khi đêm nay có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Tuy nhiên do cường độ không mạnh như đợt trước nên nền nhiệt độ không giảm mà vẫn phổ biến ở mức từ 20 tới 23 độ.